Chúng tôi có nhận được câu hỏi của bạn Giang Nguyễn, câu hỏi trực tuyến bạn đang xem chương trình. Câu hỏi của bạn Giang Nguyễn này chúng tôi xin được chuyển tới tiến sĩ Võ Văn Xuân. Bạn Giang Nguyễn hỏi là mẹ em 60 tuổi, ung thư phổi T1CN0M0, đã phẫu thuật cắt thủy phổi được 1 năm rưỡi và đã chụp PET CT 9 tháng trước kiểm tra toàn diện thì chưa thấy di căn. Bác sĩ cho em hỏi là mình theo dõi di căn bằng cách 6 tháng kiểm tra toàn diện một lần và có nhất thiết phải chụp PET CT cho mỗi lần khám hay không, và khả năng tái phát di căn như thế nào? Vâng, câu hỏi của bạn Giang Nguyễn thì chúng em xin chuyển tới thầy Võ Văn Xuân sẽ tư vấn cho bạn. Cảm ơn bạn Giang Nguyễn đã gửi câu hỏi chương trình. Giai đoạn của mẹ bạn cũng là một giai đoạn sớm, được điều trị phẫu thuật và đánh giá trước phẫu thuật là chi tiết trong giai đoạn 1. 1 thì tôi nghĩ chắc là 1C, theo bạn là 1C đấy thì mới là T1C0M0. Vâng, đều giai đoạn sớm cả, rất là sớm, chưa có di căn hạch, chưa có di căn xa. Vấn đề việc phẫu thuật đối với ung thư, nếu mà ung thư biểu mô không phải tế bào nhỏ, việc phẫu thuật như tôi nói trở lại lúc đầu đặt ra là hoàn toàn đảm bảo. Vấn đề việc đi khám định kỳ trong 2 năm đầu bạn phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc là 3 tháng đi kiểm tra một lần. Thế thì 3 tháng đó bác sĩ thì có thể đánh giá bằng các cái xét nghiệm, ví dụ như xét nghiệm huyết học này, xét nghiệm chỉ điểm khối u này, chụp phổi siêu âm gan để đánh giá. Nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta cứ theo dõi 3 tháng một lần. Và vấn đề chụp PET có đặt ra hay không? PET thì không phải lúc nào cũng là kỹ thuật cao. Vấn đề chụp thì thông thường ấy, người ta chụp khi nào có nghi ngờ triệu chứng tái phát thì người ta mới chụp, không nhất thiết lần nào đi khám cũng phải chụp cả, mà khoảng độ thông thường khoảng 1 năm hoặc người ta chụp lại đánh giá là cái đó cũng có thể chấp nhận được. Hoặc là nếu mà khi mà trong quá trình điều trị có, trong quá trình khám mà có triệu chứng gì nghi ngờ di căn tái phát di căn thì người ta mới đánh giá. Thế thì vấn đề đó thì cũng một cái giai đoạn sớm, thế vấn đề điều trị thì phẫu thuật là một cái điều trị phẫu thuật triệt căn là nó bài bản, vấn đề bạn theo dõi sát cho vấn đề đó. Thì tiếp tục như thế mà trong 2 năm đầu nếu không có vấn đề gì thì sang năm thứ 3, thứ 4 thì bạn có thể 6 tháng kiểm tra một lần để đảm bảo cho đến theo dõi được 5 năm. Thì nếu không có vấn đề gì thì chúng ta mới đang sang thứ 5 trở đi thì khoảng 1 năm một lần để bạn đánh giá. Cũng với những cái đối với các bạn này, để mà phát hiện sớm bệnh ung thư phổi như các bạn thế này, chúng ta phải có khám định kỳ. Thế thì đối với những người trên 40 tuổi thì chúng ta đi khám 1 năm một lần, đặc biệt là những người có tiền sử hút thuốc lá hoặc là hút thuốc lá thụ động, tức là những người ở cạnh của người hút thuốc lá. Thì sang 50 tuổi trở lên thì 6 tháng thì kiểm tra một lần, 60 tuổi thì ta đi kiểm tra 3 tháng một lần. Đặc biệt là những người mà có những triệu chứng này, ho kéo dài, điều trị nội soi không khỏi, có đau ngực này, đau ngực một bên cái vị trí nghi ngờ tổn thương nó cứ tăng dần, hoặc là khó thở, hoặc là sốt, hoặc là có thể bạn cảm giác là sờ thấy hạch cổ, đấy là những cái vấn đề, hoặc là có gì triệu chứng mà ho ra máu, đấy những cái mà triệu chứng sớm của ung thư phổi, nên bạn đi cố gắng đi khám sớm để phát hiện sớm để chúng ta điều trị được kịp thời hơn. Xin cảm ơn bạn. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Tuấn Anh.